Bệnh đốm trắng do virus là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất trong nuôi tôm. Bệnh có khả năng gây chết 100% chỉ sau 3 đến 5 ngày phát hiện bệnh. Vậy nguyên nhân do đâu và cách phòng bệnh như thế nào? Nguyên nhân gây ra bệnh đốm trắng. Tác nhân chính gây ra bệnh là do baculovirus. Virus có độc lực rất mạnh, tấn công nhiều mô tế bào khác nhau, thường trên tế bào biểu mô da. Bệnh gây chết trên mọi giai đoạn phát triển từ ấu trùng tôm đến tôm giống và tôm trưởng thành. Bệnh chủ yếu truyền qua các con đường sau. 1. Từ tôm bố mẹ lây truyền sang tôm giống. 2. Tôm giống mang mầm bệnh được đưa vào ao nuôi. 3. Nguồn nước hoặc các địch hại mang mầm bệnh vào ao nuôi. 4. Do con người và các dụng cụ nuôi. Bệnh có tốc độ lây lan rất nhanh và có thể gây chết cấp tính. Bệnh đốm trắng có thể xuất hiện sớm khi tôm được khoảng 1 tháng tuổi, nhưng thường xảy ra và chiếm tỷ lệ cao nhất là trong giai đoạn tôm thương phẩm sau 2 tháng trở lên. Khi tôm bị nhiễm bệnh sẽ có các biểu hiện sau. Tôm giảm ăn hoặc ăn khỏe bất thường, sau vài ngày thì bỏ ăn. Tôm bơi lờ đờ gần bờ. Xuất hiện các đốm trắng tròn trên lớp vỏ chitin. Đặc biệt các đốm trắng tập trung chủ yếu ở lớp vỏ đầu ngực và đốt bụng cuối cùng. Tôm có thể chuyển sang màu hồng đỏ, tôm chết với tỷ lệ cao có thể lên tới 90-100% trong vòng 3-5 ngày. Hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả, phòng bệnh vẫn là biện pháp quan trọng nhất. Để phòng bệnh cần thực hiện các bước sau. Chuẩn bị và cải tạo ao nuôi thật tốt trước mỗi vụ nuôi. Nguồn nước phải được xử lý sát trùng tại hệ thống lắng lọc trước khi cấp vào ao nuôi. Chọn giống ở cơ sở uy tín, tôm giống cần được xét nghiệm trước khi thả. Tránh thả tôm vào vụ nghịch, mùa lạnh hoặc giai đoạn nhiệt độ biến động bất thường. Thường xuyên kiểm tra các chỉ số môi trường trong suốt mùa vụ. Định kỳ bổ sung chế phẩm vi sinh Han Simpon và Han Depon để hạn chế tác nhân gây bệnh, tăng cường phân hủy các chất hữu cơ, làm sạch nước và đáy ao, giảm các loại khí độc. Bổ sung men tiêu hóa Han Simfit, thuốc bổ vào thức ăn để tôm tăng cường sức đề kháng và hấp thu thức ăn. Tôm khỏe mạnh, lớn nhanh. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp ích nhiều cho bà con trong những vụ nuôi sắp tới. Hanvet luôn đồng hành cùng nhà chăn nuôi. Hãy nhấn thích trang Hanvet thuốc thủy sản hoặc đăng ký kênh Hanvet TV để đón xem những thông tin mới nhất.